Trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, những tấm gương dấn thân vì việc nghĩa và hy sinh vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó có đoàn viên thanh niên thành phố Hải Phòng ở tuyến đầu chống dịch. Chính những thời khắc ấy đã tôi luyện thêm cho thanh niên thành phố Hải Phòng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí và lòng kiên định. Năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ trọng tâm, đó là việc tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 14 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Tuổi trẻ thành phố Hải Phòng cần ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách với một quyết tâm mới, một sức lực mới, chúng ta sẽ có những thành công mới xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc tuổi trẻ thành phố có một năm mới thắng lợi. Chúc đại hội đoàn thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Chúc cho tuổi trẻ thành phố sẽ luôn nhiệt huyết, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức và có thật nhiều những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng thành phố, đất nước xứng đáng với truyền thống 91 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chúc tuổi trẻ thành phố tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, đại hội đoàn thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng như thực hiện thắng lợi các nội dung nhiệm vụ. Tuổi trẻ thành phố sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng, xung kích, sáng tạo để có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Tuổi trẻ khối doanh nghiệp thành phố kỳ vọng đây sẽ là một năm công tác đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và phát triển bền vững. Xin kính chúc nhà nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, năm mới, thắng lợi mới và tổ chức đoàn của chúng ta tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc tuổi trẻ cơ quan thành đoàn năm mới, thắng lợi mới, sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2022. Năm tới sẽ có thật nhiều hơn nữa những bông hoa sinh viên năm tốt, các bạn cán bộ hội xuất sắc của thành phố ta tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời sao tháng riêng. Em xin kính chúc công tác đoàn thanh niên và đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Để cùng với Đảng bộ, nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, đồng thời nhưng phải phòng chống dịch. Có nhiều hoạt động tích cực hơn trong công tác của thành phố cũng như phòng chống dịch Covid. Chúc mừng năm mới. An khang thịnh vượng. Mạnh khỏe, hạnh phúc, khởi sắc. Đoàn kết, thắng lợi. Sục sôi nhiệt huyết. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thank you.